Đây là cái bộ côn người ta cũng mới thay, nhưng bộ côn này là bộ côn đều các bạn ạ. Bộ côn này là người ta mới thay, là bộ côn đều, bộ côn rẻ tiền. Bộ côn này trị giá khoảng tầm 25.000 đồng các bạn ạ. Đây là chúng nó thay cái bộ côn này, là bộ côn rẻ tiền. Mình nhập vào có 25.000 đồng. Còn bộ côn xịn của nó phải, mình nhìn các cái bố này, nó có phải có mạ đồng thì chạy, chúng ta chạy nó mới khỏe và bốc, nhưng đây là không có này. Mình làm những cái video này thì mình cũng chỉ hướng dẫn cho các bạn mới bước vào nghề sửa xe thôi, còn những cái loại trẻ trâu mà vào mà xem cái clip này mà bình luận mà gọi là ảnh hưởng đến người khác thì tốt nhất là mình cũng khuyên là đừng nên xem video này của mình. Mình chỉ muốn hướng dẫn cái video này cho những các bạn nào mới bước vào nghề sửa xe và cần được học hỏi thêm một ít kinh nghiệm nữa, thì video này của mình thì mới là có ích cho các bạn đấy. Còn những cái anh hùng bàn phím với các cào bàn phím mấy cái loại trẻ trâu đấy thì tốt nhất là tàu lượn, mình cũng không cần thiết các bạn nha. Vì tôi làm cái video này tôi chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm thôi, tôi cũng chả được cái gì của các bạn cả, mà các bạn vào nhắn tin rồi chửi bới mấy thế nọ thế kia tôi không thích. Hello, xin chào các bạn nha. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bổ côn của Honda này ra xem. Vì cái xe của Honda này mình đi có cảm giác là nó bị ban côn ấy, ga lên nó rú máy. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip là mình sẽ bổ cái vách côn của thằng Honda này ra xem cái bộ côn của nó, bộ côn tải của nó xem nó có bị mòn hay như nào. Mình thì nghĩ là chắc là do cái bát côn của nó bị rãnh rồi thì nó khiến cho chúng ta đi ga là hay bị rú lên mà nó không được bốc. Thì video này mình sẽ làm. Chúng ta sẽ lấy bộ cao su đóng ra. Khi chúng ta tháo cái lốp bên côn ra, cái gioăng này chúng ta phải thay bỏ hết, rách hết. Các bạn lưu ý vặn cái con ốc của bốn lỗ đó này, chúng ta phải vặn đều ra các bạn nha, không vặn đều là nó sẽ bị cái lò xo của mình đẩy. Ví dụ như mình lấy ba con này ra, con này không lấy là lò xo, ba lò xo nó sẽ đẩy gãy cái chân này của mình, cho nên là mình lấy đều. Có thể chúng ta vặn hai con này trước cũng được, chúng ta vặn hai con này ra trước. Rồi xong, chúng ta vặn hai con này thì chúng ta sẽ vặn đều nhau các bạn nha. Lấy ra ít một.
các bạn nhìn này. Chúng ta thay dầu nhớt vào, chạy một thời gian vài năm là nó đóng đất vào đây, đóng cặn bã này. Các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn nhá. Đây. Đấy. Đây là bộ côn tải các bạn nha. Các bạn mới làm nghề sửa chữa xe máy, nếu có xem cái clip này ấy, thì các bạn lưu ý cho mình là cái bát côn của côn tải nó bị thành rãnh ra như này, các bạn nhìn này. Có thể máy quay của mình nó không được nét lắm, nhưng mà các bạn nhìn này, nó có thành rãnh như này một này, khắc khắc này các bạn này. Thì chúng ta có tiền thì chúng ta sẽ thay cái bát mới để cho nó khỏe hơn, bốc hơn. Nếu như chúng ta mà không có tiền ấy thì chúng ta có thể cầm cái máy mài, cái máy cắt tay các bạn ạ, lắp lưỡi mài, chúng ta mài, mài bằng cái vết khắc khắc này đi, chúng ta mài hết các bạn nhé, để chúng ta lát cái bộ côn mới vào thì chúng ta chạy rất là khỏe và bốc. Còn nếu như chúng ta không mài đi thì cái côn của chúng ta nó sẽ bị nhét vào cái khe này các bạn ạ, thì khi lò xo ép mâm của chúng ta nó sẽ không được trơn mà nó không được đẩy đều, nó chực kẹt vào đây là nó đứng yên. Khi đấy xe của chúng ta chạy rất là ban côn. Xe này của khách cũng chạy ban côn nhé. Cho nên là hôm nay mình tiện tháo ra thì mình cũng muốn chia sẻ cái kinh nghiệm cho các bạn. Đây này, thành rãnh. Chúng ta thể mài bằng các bạn nha. Khi mài bằng rồi, đây các bạn này, đây là cái bộ côn người ta cũng mới thay, nhưng bộ côn này là bộ côn đều các bạn ạ. Bộ côn này là người ta mới thay, là bộ côn đều, bộ côn rẻ tiền. Bộ côn này trị giá khoảng tầm 25.000 đồng các bạn ạ. Đây là chúng nó thay cái bộ côn này, là bộ côn rẻ tiền. Mình nhập vào có 25.000 đồng. Còn bộ côn xịn của nó phải, mình nhìn các cái bố này, nó có phải có mạ đồng thì chạy, chúng ta chạy nó mới khỏe và bốc, nhưng đây là không có này. Bây giờ lại quay về đến cái bát côn của chúng ta các bạn ạ. Cái bát côn này của chúng ta nó có thành rãnh này, mình sẽ để như này cho các bạn dễ nhìn. Đây, nó thành rãnh như thế này, thì khi cái chân chúng ta lắp cái lá côn như này các bạn nha, và thì nó lắp là côn, thì chúng ta lắp là côn như này, nhưng mà mình hướng dẫn như này cho các bạn dễ hiểu. Khi chúng ta ép số ép côn thì nó có cái rãnh này thì nó sẽ bị đứng ở chỗ này luôn,
nếu đứng ở cái rãnh này nó không được ép hẳn, nó không được ép kín, thì xe của chúng ta đi rất là ban côn và rất là yếu. Và mình chắc mình nói như thế là các bạn cũng có thể biết. Thì chúng ta sẽ cầm cái máy cắt tay đấy, nắp lưỡi mài, và chúng ta mài bóng cái này hết đi. Mình làm những cái video này thì mình cũng chỉ hướng dẫn cho các bạn mới bước vào nghề sửa xe thôi. Còn những cái bố già với cả những cái loại trẻ trâu mà vào mà xem cái clip này mà bình luận mà gọi là ảnh hưởng đến người khác, thì tốt nhất là mình cũng khuyên là đừng nên xem video này của mình. Mình chỉ muốn hướng dẫn cái video này cho những các bạn nào mới bước vào nghề sửa xe và cần được học hỏi thêm một ít kinh nghiệm nữa, thì mình cái video này của mình thì mới là có ích cho các bạn đấy. Còn những cái anh hùng bàn phím với các cào bàn phím mấy cái loại trẻ trâu đấy thì tốt nhất là tàu lượn, mình cũng không cần thiết các bạn nha. Vì tôi làm cái video này tôi chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm thôi, tôi cũng chả được cái gì của các bạn cả, mà các bạn vào nhắn tin rồi chửi bới mấy thế nọ thế kia tôi không thích. Vâng, thì cái này thì mình cũng chỉ nói sơ cua như thế. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra về phần côn ba càng của nó, côn búa. Và đây các bạn này, chuông rất là mới, rất là ngon, đẹp. Nhưng mà côn thì vứt đi các bạn ạ, mòn, chớt chét rồi, yếu ớt rồi. Côn này là chúng ta lên thay bỏ các bạn nhé. Và cái đặc biệt nhất hôm nay mình bổ cái máy này ra, mình mới biết là những cái thằng thợ trước lắp ấy, là cái trục biên này nó có một cái long đền mỏng để bên trung côn, nhưng mà nó đi là vứt đi rồi, và nó lại thay cái long đền đấy là một cái áo bi các bạn này. Áo bi của 6301, bi đằng trước. Và bây giờ mình sẽ đi mài cái này các bạn nhé, cái máy mài cắt tay của mình nhá. Bây giờ mình đã tháo bỏ cái lưỡi này ra, lưỡi này nó mòn quá rồi, mình sẽ lắp cái lưỡi này vào. Bây giờ chúng ta sẽ mài các cái rãnh mà côn nó vập vào đây nhá. Bạn nhìn này, mình đã mài rất là đẹp. Chúng ta mài hết các cái khe ở trên cái bát côn của chúng ta nhé. Thank you.
Vậy là đã xong. Chúng ta đã mài xong xuôi hết các bạn. Lại như mới luôn. Khi chúng ta đã mài chẹm chẽ cái bát côn của chúng ta, và bây giờ chúng ta bắt đầu rán các bạn nha. Chúng ta cho đế côn vào này. Một lá côn này. Một lá sắt. Một lá côn. Một lá sắt. Một lá côn. Một lá sắt. Một lá côn. Chúng ta sẽ ép cái rãnh này cho nó đều nhau này. Rồi ta sẽ chụp cái bát này lên. Xong các bạn nha. Sau khi chúng ta cạo giòn sạch sẽ xong hết rồi thì chúng ta bắt đầu ráp côn các bạn nha. Thì ráp côn trước hết là mình sẽ vứt cái này đi. Mình sẽ thay vào cái lông đen của nó vào. Vứt cái này đi. Chúng ta lấy giòn côn các bạn nha. Nếu cái giòn côn nó mà bị sộc sạch như này thì chúng ta có thể lấy một ít có người thì lấy keo dán giòn để dán định vị cho nó chắc, nhưng mình đây thì mình sẽ dùng thứ khác các bạn nha. Mỗi người một ý. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ráp côn các bạn nha. Chúng ta khóa con ốc côn này các bạn nha.
chúng ta bắt đầu đến bộ phận lò xo các bạn nhé. Khi ta vặn lên, chúng ta phải vặn cân vào các bạn nhé. Chúng ta không được vặn lệch, nếu như vặn lệch là chúng ta sẽ bị gãy luôn cái chân này luôn. Khi xong xuôi các bạn nhớ lắp cái cần này cho chuẩn các bạn nha. Nếu chúng ta lắp cái cần này lệch là chúng ta không vào số đâu đâu. Như này là chuẩn các bạn này. Các bạn nhớ vệ sinh hết gong ở cái lốc côn của mình nha. Khi vệ sinh sạch sẽ, chúng ta bắt đầu ráp. Chúng ta vặn vừa chặt tất cả các ốc thì chúng ta cầm cái búa cao su, chúng ta gõ nhẹ cho nó vào chặt thêm. Rồi lần này chúng ta sẽ siết chặt các bạn nha. Vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh sửa bộ côn tải khi bị ban côn. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn.